Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Đó, các bạn tìm được hàng chữ rất là to nằm ở dưới con cá. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Bạn nào có hình xăm không ưng ý thì tới đây đặt lịch nha. Tác phẩm này được hoàn thiện bằng anh thợ xăm 19 tuổi của tiệm nha các bạn. Anh đã hoàn thiện tác phẩm hết từ A tới Z. Vừa mới xong tất thì xăm trong ngày luôn các bạn, chỉ được có 2 tiếng là xong một tác phẩm. Ở đây chúng tôi chuyên cover, có thể quấn bít tay bít lưng trong vòng một ngày nha các bạn, nếu các bạn tới đây đặt lịch. Tác phẩm này thợ xăm chỉ 19 tuổi xăm. Các bạn cứ tìm cái hình cũ, nếu tìm mà được mình tặng cho cái tác phẩm bít tay nha các bạn. Khi cover là phải mất luôn hình cũ nha. Hình cũ mất tiêu. Đây. Thợ xăm các bạn. Đây là địa chỉ nha các bạn, 32 Thích Mận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Còn đây là những anh học viên đang học nghề, sau này sẽ ra làm những người thợ kịp kịp nữa không. Xin chào các bạn nha, salon của anh thợ cũng là con của hay là địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Chào Nguyễn Có và chào anh Tâm Minh Nguyễn nhanh rồi. Chào Hải Linh Phương luôn nha. Chúc tất cả các bạn xem livestream ngày một buổi chiều dễ luôn nha các bạn. Khánh Trần, con chào chú đẹp. Vĩ Khang, con trai chú đẹp trai quá chú. Thì con già thì cũng phải làm gì
Đinh Tấn Tài, con chào thầy yêu dấu. Lâu quá con không xem thầy phát live stream. Các bạn nào có xăm không ơn ấy xin vui lòng bên đó chỉ tích tiệm nha các bạn. Địa chỉ tiệm là 32 Hết Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận nha. Chào Khái Ngọc Chí nha, chào Nguyễn Thanh Tùng luôn nha. Chúc tất cả các bạn xem live stream của hàng một buổi chiều dễ luôn nha các bạn. Thank you.
Thank you.
các bạn nào có xăm không ông ấy xin vui lòng các bạn nó tiếp tiệm nha các bạn. Địa chỉ tiệm là 32 Hết Hoàng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha. Chúc tất cả các bạn xem livestream của Hàng Một Buổi Chiều dễ luôn nha các bạn. Tim đi các bạn ơi. Đây là anh thợ của tiệm nha các bạn, cũng là con trai lớn của Hầy luôn nha. Đang phụ Hầy là một tác phẩm cover nha. Chào Ba Hổ nha, chào Nguyễn Sang nha. Chúc tất cả các bạn xem livestream nha. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Đó các bạn tìm được hàng chữ rất là to nằm ở dưới con cá. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Bạn nào có hình xăm không ưng ý thì tới đây đặt lịch nha. Tác phẩm này được hoàn thiện bằng anh thợ xăm 19 tuổi của tiệm nha các bạn. Anh ấy hoàn thiện tác phẩm hết từ A tới Z. Vừa mới xong tất thì xăm trong ngày luôn các bạn, chỉ được có 2 tiếng là xong một tác phẩm. Ở đây chúng tôi chuyên cover có thể quấn bít tai, bít lưng trong vòng một ngày nha các bạn. Nếu các bạn tới đây đặt lịch. Tác phẩm này thợ xăm chỉ 19 tuổi xăm. Các bạn cứ tìm cái hình cũ, nếu tìm được mình tặng cho cái tác phẩm bít tai nha các bạn. Khi cover là phải mất luôn hình cũ nha. Hình cũ mất tiêu. Đây. Thợ xăm các bạn. Đây là địa chỉ nha các bạn. 32 Thích Vận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Còn đây là những anh học viên đang học nghề, sau này sẽ ra làm những người thợ kịp kịp chứ không. Chào các bạn nha, anh này ảnh có hai cái tay rất là đen thui, ảnh từ trên Lâm Đồng ảnh xuống đây ảnh cover cùng một ngày và bây giờ hiện ra tác phẩm mới. Các bạn tìm không ra được tác phẩm bị hư đúng không, màu rất là tươi nha các bạn, dù ở dưới có màu đen nha. Hai cái tay ảnh xăm là đen thui rồi, nhưng mà sau khi cover em xuôi hiện cái tác phẩm mới hoàn toàn chỉ trong một ngày duy nhất nha các bạn. Đợt sau chúng tôi sẽ nhấn trắng thêm một lần nữa và vô màu thêm một lần nữa sẽ tươi hơn nha các bạn. Hiện tại bây giờ là mất luôn hình cũ rồi. Mới trong một ngày nhưng mà anh chỉ làm được có một tay rưỡi thôi nha, được có một tay rưỡi, hình rất là đẹp nha các bạn, ở ngoài nhìn tươi hơn trong điện thoại nha. Ở bên đây nè, bên đây là vừa mới xong được một phần, lý do bây giờ đau quá cho nên chúng tôi tạm ngưng nha các bạn, chưa xong. Dù ở dưới đó có hình bị hơi chúng tôi vẫn tỉa nha. Hạt giờ rất là đều, ăn giấy đâu. Dưới đây là chưa xong nha các bạn, đây là vẫn còn, các bạn thấy hình hư không, đợt sau sẽ mất nha. Đó, những cái hình hư đợt sau sẽ mất hết, đợt sau chúng tôi sẽ vô màu làm hiện hình cái phần này ra luôn. Anh ấy ra từ ở Lâm Đồng xuống đây nha các bạn, anh nghĩ không con quá đi mất chưa rất
đất thế thành phố này, có thành phố và đặt xa xuống là chú sẽ làm bên đây luôn ha. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Cứ xuống được thì chú sẽ xăm được, sửa được cho con. Dạ. Còn xuống không được, ngồi trên Facebook hoặc ngồi trên YouTube hỏi là chú sửa không được đâu. Mình phải tới tận nơi đúng không? Muốn sửa gì phải tới tận nơi, người ta coi được cái hình bị hư như thế nào, người ta mới báo giá hợp lại thì vô xăm nha các bạn. Màu rất là tươi nha. Anh này ảnh đi nắng nhiều quá cho nên ảnh hơi bị đen nha các bạn. Về tắm trắng lại cho nó đẹp, nó tươi hơn nữa. Nhưng mà không sao, dù dưới đây có hình bị hư nhưng chúng tôi vẫn làm lên được hình mới. Quay cho chúng coi. Ở đây chúng tôi tỉa nha. Đi xăm mà dắt theo người nhà, theo cả đám luôn ha. Là như sợ bị bắt cóc hay sao. Đây là mấy ông học trò nha. Còn đây là địa chỉ nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì tới thẳng tiệm nha. 32 Thích Minh Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Anh này anh từ Lâm Đồng, anh còn xuống tới tận đây. Anh nghĩ không? Quá ngửi rồi, cảm ơn con. Đặt sau gặp lại ha. Cảm ơn chú nhiều ạ. Ok, chú cảm ơn con nha. Ân ấy là được rồi. Rồi lấy cho khách hai viên thuốc với lại bịch thuốc sức cho khách.